Anh ba mưa nắng. Ai đó? À, em chào anh. À, chào chào bông ca. Bông ca. Tại vì có cái bông, hình như có nhớ cô tên là cái gì, ca ca đó. À, dạ. Băng ca. Dạ không, anh băng ca là cái đó để đẩy người ta vô bệnh viện anh. Còn em là bu ca. À, bu ca. Dạ. Ca. Dạ tại vì chị Khả Như nói là gắn cái bông này đẹp đẹp thì qua gặp anh á cho nó có tình cảm, thiện cảm chút xíu. Anh thấy mặt em có thiện cảm không? À, nói chung nếu mà có thêm cái nét thiện cảm đó thì tôi đề nghị là sao có đi á, dạ, thì đổi cái loại bông đi. Mình lấy bông gì thì tốt anh? Hẳn như là bông dạng thọ, chẳng hạn, để lên cái thế nó trẻ mãi không già. Mà thôi lỡ rồi để luôn đi. Dạ dạ. À, qua đây là để mà nhờ tôi giúp đỡ tặng cho một cái món nguyên vật liệu gì đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chú ca sẽ muốn anh ba tặng cho gì nè? Em á thì đang có một bạn đang cần một cái món để mà mình nấu cái đồ ăn á, cho nên là em phải qua đây em xin anh cho em bán cho em một cái đó đó để em đem về cho anh. Đừng có làm vậy. Dạ vậy tại là vì sao? Là dễ thương cho anh cho đồ. Thôi mình bình thường á. Dạ. Bây giờ dạ, giới thiệu với Buka, hôm nay tôi mới nhập về một loạt sản phẩm Buka mà ăn bánh cá là vô địch. Dạ đúng rồi, cho nên là qua đây em tìm bánh cá. Hay không? Trời quá nào? Trời luôn nè. À, ha. À. Thôi. Cảm ơn anh nha. Ê, đứng lại. Dạ. Đứng lại. Gì là không được, gì là phạm pháp đó. Ủa phạm pháp hả? Gì là giật giật. Thấy không? Mình xin không mình, được. Có anh đứng anh nhìn em sao em giật được, chừng nào mà anh không nhìn em mà em ấy em chạy này, gọi là bây giật. Bây giờ bao nhiêu gói? Bao nhiêu gói? Em ơi, alo. Em ơi, hồi nãy kêu chị lấy nhiêu gói em ơi, chị quên hỏi. À bên kia trả lời 111. Công nhận Buka cũng niềm tin chân thực cảm ha. Dạ. Có thể gọi điện thoại gì được luôn. Một gói đúng không? Một gói. Thích thì anh ba tặng, nhưng phải trải qua một thử thách. Ủa có thử thách nữa anh? Tôi nghe nói Buka là một người rất là linh hoạt, rất là nhanh nhẹn. Dạ. Cho nên tôi muốn đố Buka một câu đố rất đơn giản thôi. Nghe nghe, không được lặp lại câu hỏi nha. Dạ rồi. Nghe, phải trả lời liền nha. Dạ dạ dạ. Con rùa, rắn, trăng, lằn lằn, cá, cua, bao nhiêu chân? 16 chân. Mấy chân? 16 chân. Quá hay. Không, tổng cộng là có 8 chân thôi. Tại con cua là cái càng mà nó phải chân đâu. Thôi, thấy dễ thương cho nên vẫn tặng. Dạ, à, cảm ơn anh. Chào tạm dạ, biệt. Chào anh. Lần sau ăn bánh cá nha, ghé nha. Dạ, bữa sau em đem bộ tóc giả vào cho. Ông chủ ơi. Xin chào. Đi đâu đây, đi đâu đây? À. Thì đến cái tiệm tạp hóa. Tới đây có việc gì vậy? À, thì thấy có tiệm tạp hóa và bây giờ là bạn gái của em đang thiếu một cái nguyên liệu rất là quan trọng cho bữa ăn ngày hôm nay. Thiếu nguyên liệu gì? Có thể nói bột chiên giòn á. Bột chiên giòn đúng không? Đây, đây là bột chiên giòn. Một chút xíu à? Đúng rồi, một chút xíu thôi. Muốn lấy được chén bột này, bạn phải trải qua một thử thách. Bây giờ tôi sẽ thử thách bạn. Tôi sẽ đếm từ 3 xuống 1. Nếu như bạn không đọc được một bài thơ nào đó mà có 3 loại trái cây trở lên thì chén bột này tôi sẽ không tặng bạn. Bắt đầu 3, 2, 1. Tròn, tròn, nhiều quả banh. Quả banh là chưa giỏ phải. Có màu xanh. Chưa phải luôn. Đó là quả bưởi. Ờ thì không được luôn. Quả bưởi một trái. Hay dành để ngửi là quả thị thơm. Hai trái, trái thị. Muối trắng như cơm. Mãng cầu chua ngọt. Hay quá. Như vậy là bạn đã vượt qua thử thách rồi. Chén bột này tôi sẽ tặng cho bạn. Đứng ra. Ai kêu tôi đó? À, chú ba. Chú ba khỏe không? Làm cái gì vậy? À, thoải mái đúng không? Không có. Thấy cái này bụi quá. Bụi cái gì? Ở cái tiệm của tôi là có văng camera đầy hết. Ủa, nhất cử nhất động của ai đó bước vô đây là tôi biết hết. Ủa vậy chú ba có gắn camera hả? Đúng vậy. Chào mừng anh đến với tiệm tạp hóa Ba Mưa Nắng. Anh dạ. Tới đây làm cái gì? À, thật sự là trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, fan hâm mộ của tôi thiếu hai nguyên liệu, đó là đậu phộng và hành tây. Đây là hành tây và đậu phộng. Và đây là đậu phộng. Cảm ơn ông chủ. Không được lấy. Nghe chưa? Muốn lấy được cái dĩa này phải trải qua một thử thách của tôi. Phải thử thách hả? Đúng vậy. Sẵn sàng. Một thử thách rất đơn giản. Ừ. Anh chỉ trả lời câu hỏi của tôi đưa ra. Nếu như anh đoán đúng, dĩa này sẽ là của anh. Anh đoán sai, mời anh đi về. Quá dễ, ông chủ đố đi. Chứ mấy vụ này tôi thông minh lắm. Nghe nha. Hàng dịch đi trước, hàng dịch đi sau, hàng dịch đi giữa, hàng dịch hỏi có mấy dịch. Hàng dịch đi dịch đây, dịch đây, dịch đây, dịch đây, dịch đây, dịch đây, dịch đây. Không biết. Được, thôi đi về, đi về.
Nói nè chú ba ơi, chú ba đố mà chú ba nói dịch á, tôi không có rành. Nhưng mà chú ba nói con gà là tôi biết á. Chuyển qua gà phải không? Ừ, tại vì tôi thích gà, tôi không thích dịch. Nghe chú kỹ. Dạ nghe. Hàng gà đi trước hàng gà đi sau hàng gà đi giữa hàng gà. Hỏi có mấy gà? Quá dễ, hàng gà đi trước gà, hàng gà sau gà, gà đi giữa hàng gà. Có bốn con gà. Chính xác. Thì đó mà đó không được, mà gà đón được là sao? Thì đó thì đã nói với ba là không thích dịch. Bởi vì nói gà là biết gà. Chúc mừng nghệ sĩ Tiết Cương, anh đã nhận được cái dĩa này. Cảm ơn chú ba Mưa Nắng, cảm ơn chú ba nhiều. Chúc chú ba thật nhiều sức khỏe. Mọi người ơi, mọi người ơi, vô tìm tập quá con ba Mưa Nắng mọi người ơi. Xin chào. Dạ chào ông ba. Anh có phải là Lê Dương Bảo Lâm không? Dạ đúng rồi, em là Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Tôi thích lắm. Dạ. Tôi xem em rất là nhiều. Tôi rất mến mộ em. Dạ. À. Vậy anh tặng cho em hai trái cam được không? Cam hả? Dưới một chén nước dừa. Dư sức. Cảm ơn anh. Chưa. Ủa? Đứng lại. Sao vậy? Lâm muốn lấy được những món này phải vượt qua một thử thách. Thử thách gì hỡi ông ba? Trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn vậy hả? Ông ba, vợ ông ba đây rồi ông ba. Vợ ông ba đi vắng rồi. Anh quá đô. Dạ, ngày xưa em là vận động viên cử tạ mà anh. Vậy đó hả? Dạ, phường xã khóm là có chương trình về cử tạ là em đều hạng nhất hết. Như vậy tôi muốn thử thách Lâm một một việc. Việc gì ông ba? Làm phép tính đố. Tính đố? Tính đố. Ủa gì kỳ vậy? Bây giờ tôi bắt mày tính đố là sao? Thì bởi vậy nó trong tất cả con số bạn thích nhất con số gì? Số 12. 12 nhân 11 bằng mấy? Trả lời mau. Thôi đi về đi. 12 x 11, 1 x 2 là 2. 1 x 1 32. 12 x 11 là 32 hả? 132. Hay quá. Ví dụ chương trình mà hỏi câu này có dễ dễ không? Tưởng lên đài á, ba mẹ em biết em học dở á. Giải qua thử thách rồi. Và đây, hai cái luôn. Tôi chỉ cho một món mà thôi. Hãy chọn đi, dừa hay cam? Bây giờ lấy một cái cam với nửa chén này được không? Không được, chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Dạ em thấy ánh mắt của bạn Nam bình định. Đây là cái tình cảm thật sự không bao giờ diễn được. Thiếu cam gì? Này khó nè. Ức dịch sốt cam. Mà thiếu cam. Làm sao để mà ngon đây? Mình phải bỏ thêm nước dừa. Một, hai. Em lấy cái này. Được. Chúc mừng Dương Lâm ha, hy vọng bạn sẽ giúp được cho hai thí sinh vượt qua thử thách của cuộc thi khẩu vị ngôi sao. Dạ, chào, cảm ơn chú ba. Biết. Dạ, chào chú ba. Dạ, em gọi anh Ba Mưa Nắng. Dạ, có Ba Mưa Nắng đây. Anh ơi, à, cho em có thể xin. Trên đời không ai cho không ai cái gì cả. Cô là ca sĩ mà chuyên hát nhạc trẻ. Đúng có rồi. Những cái điệu nhảy rất đẹp. Đúng. Chẳng hạn, đó, nhảy coi, nhảy coi. Đó. Đó, nhảy rất đẹp. Đây là ba món cô cần. Đúng dạ, chưa? Dạ. Đây. Cảm ơn. Khoan, cô phải trải qua một thử thách. Ủa gì kỳ vậy? Đi mua đồ tập quá mà như đi game show vậy? Nha, yeah, game show là đời, mà đời là game show. Hát một câu vọng cổ tôi nghe. Trời ơi! Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thó tiên. Nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bành thu. Thôi nè, rồi xong. Cảm ơn. Dễ vậy luôn á. Hai phần quà này tôi xin được tặng cho Mia nghe. Rồi, chúc cho bạn sẽ có được một bữa ăn thật ngon miệng với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn anh. Chào, cảm ơn tạm biệt. Cảm ơn 30 năm.